Anh em ơi, mình đã trở lại và mình rất muốn đối mặt với Final Fury. Ok, vô nè. Bắt đầu mạnh. Ha ha, không lừa được tao đâu mày. Ủa, cái gì vậy? Nó thua mày, nhưng tao vẫn sẽ chống lại ngay thằng ấp cha. What the fuck cái gì vậy? Thôi kệ đi, tôi tiếp. Right. Hả? Cái gì vậy?